Những năm trước đây, cây tỏi được xem là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cao cho người dân của nhiều địa phương ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng năm nay, năng suất tỏi giảm mạnh. Năm nay, toàn thị xã Ninh Hòa đã xuống giống 220 ha tỏi năng suất trung bình khoảng 6 đến 7 tấn một hecta, giảm từ 3 đến 4 tấn một hecta so với năm trước. Tỏi tươi hiện đang được thu mua với giá từ 40 đến 45 000 đồng một kg loại 1, cao hơn khá nhiều so với năm ngoái, nhưng năng suất bị giảm mạnh nên hiệu quả kinh tế không đáng kể. Theo Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, năm nay toàn tỉnh có 320 hectare diện tích trồng tỏi, giảm hơn 150 hectare so với năm 2022 ở những diện tích giảm hiện nay nông dân đã chuyển đổi trồng các loại hoa màu khác